Okay. Xin chào. Hi, Quy An. I think we are live now. Yeah. Hi, Chira. Yes. Yeah, I'm ready. Yeah. Xin chào tất cả các anh chị. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta bắt đầu sang tuần thứ hai của chương trình 90 ngày khởi nghiệp hiệu quả cùng Facebook. Và hôm nay là buổi tối ngày thứ ba, cũng là một cái buổi tối mà rất là gần với lại năm mới. Và chúng ta vẫn có mặt ở đây để tham dự cái chương trình đào tạo. Và người đào tạo ngày hôm nay của chúng ta đấy là một nhà lãnh đạo thành công và một triệu phú ở trên thế giới. Đấy chính là anh Chira. Và chủ đề ngày hôm nay cũng là một cái chủ đề rất là tuyệt vời, bởi vì các anh chị sẽ được học thêm những cái kỹ năng mới để đảm bảo được rằng là các anh chị sẽ kinh doanh hiệu quả ở trên Facebook, trên các phương tiện truyền thông xã hội. Và bây giờ thì Quỳnh Anh sẽ là người làm phiên dịch buổi tối ngày hôm nay. Nếu mà các anh chị đã theo dõi cái chương trình live stream này thì xin hãy thả like, comment hoặc là thả tim để tôi và anh Thera có thể biết là các anh chị đang tương tác cùng với chúng tôi. Ok, hi Thera. Hi, xin chào. I think it's a very great day just before Tết holiday, right? Thật sự rất là tuyệt vời bởi vì chúng ta làm một cái chương trình này là một cái chương trình trước Tết âm lịch, đúng không ạ? Okay, and Tết holiday is a great time of the year because that is a new year, new you, right? Một cái dịp Tết là một cái thời điểm rất là quan trọng bởi vì đây là một thời điểm mà tất cả mọi thứ đều mới, một năm mới đến và chúng ta cũng là một con người mới. Right, so I think this is the good time for us to talk about this topic, okay? Và thực sự đây cũng là một cái thời điểm rất là hoàn hảo để chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta đào tạo cho nhau một cái chủ đề ngày hôm nay. And the topic is about the follow up, okay? Và cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta có cái tên là follow up, tức là cái cách mà chúng ta theo dõi và chăm sóc. So why do we need a follow up? Thế thì tại sao chúng ta lại cần phải follow nhỉ? Tại sao chúng ta cần phải theo dõi và chăm sóc? Because when you do the post or people see your post, maybe they don't make decision right away. Bởi vì khi mà các anh chị đăng bài lên trên Facebook của mình thì bạn bè của các anh chị có thể nhìn thấy bài, nhưng mà họ không phải là ngay lập tức họ quyết định là họ sẽ muốn dùng sản phẩm hay là muốn làm của các anh chị. Right, and some people, even though they come in, they do the post, they make money, they still don't understand the platform. Và thậm chí là kể cả những cái người đã làm cái công việc này rồi, họ đã đăng bài lên rồi, họ đã có được những cái đơn hàng rồi, họ kiếm được thu nhập ở đây rồi, thì cũng chưa chắc họ đã hiểu được hết cái quy trình của chúng ta và cái nền tảng kinh doanh của chúng ta. So that why you need to be understand that if you can mastering the follow up, you make a lot of money. Và chính vì vậy thì chúng ta sẽ hiểu một điều rằng nếu các anh chị là một chuyên gia, các anh chị là một cái người mà có cái khả năng theo dõi và chăm sóc khách hàng thực sự là tốt thì các anh chị sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Okay, I like to share some slide with you. Okay, let me share some screen here. Okay. Chính vì vậy thì tôi sẽ muốn là chia sẻ một vài slide đến tất cả các anh chị. Okay, hold on. Okay, all right. Okay. Well, the slide is saying that the fortune is in the follow up, okay? Cái slide này thì sẽ nói đến một cái đó là những cái cơ hội khi mà chúng ta làm cái quá trình chăm sóc. The fortune is in the follow up mean the money is in the follow up. Điều đấy có nghĩa rằng là nó cũng đi với cái việc là tiền nó sẽ đến với chúng ta như thế nào. Well, but many people never follow up with their prospect because they are afraid to be told no. Bởi vì rất là nhiều người trong số chúng ta làm cái công việc kinh doanh này, nhưng mà chúng ta lại không bao giờ làm một cái khâu đó là khâu chăm sóc khách hàng thật là tốt. But I think with the social media, with the online, it's much easier because you just contact them. Maybe you chat with them, you messaging them, or I think the best deal you call them. Và thực sự là với cái phương thức là làm social như này thì nó rất là tuyệt vời. Ở cái chỗ là các anh chị chăm sóc khách hàng rất là dễ. Các anh chị có thể inbox cho họ, các anh chị có thể chat với họ, các anh chị có thể nhắn tin cho họ. Tốt hơn nữa thì đấy là các anh chị hãy gọi điện cho họ. So if you can do that, right? If you can do it, okay, you make a lot of money, okay? Và nếu các anh chị làm cái điều này thật là tốt thì các anh chị sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Right? So let me share with you how to do the follow up, okay? What kind of follow up you can do. Vậy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách để chúng ta có thể theo dõi và chăm sóc. Vậy thì có những cái cách thức, có những cái loại chăm sóc như thế nào?
Okay, number one is to follow up the user to use product correctly and get the result. That is the first thing you must do. Cái loại hình chăm sóc đầu tiên đó là chúng ta phải chăm sóc những cái người sử dụng sản phẩm, đó là những cái người đang sử dụng sản phẩm của chúng ta, đảm bảo rằng là họ sử dụng sản phẩm theo một cách đúng và có một kết quả tốt. For example, the AP24, okay, if you send it or give it to customer, you must make sure they use it correctly. Tôi lấy ví dụ như thế này, giả sử như khách hàng của chúng ta sử dụng cái sản phẩm kem làm trắng xăng AP24 thì chúng ta phải chăm sóc họ để đảm bảo được rằng là họ sử dụng cái sản phẩm này đúng cách và right. Có được một so they must use is the dry brush 3 minutes, right? Dry brush. Okay. Vậy thì họ phải đánh răng theo một cái cách thức đúng đắn, họ cần phải đánh răng trong vòng khoảng 3 phút. You know, many people, they don't even told the customer how to use the product correctly. How can you expect them to get a good result? Và tôi thấy thì một số các anh chị và rất là nhiều các anh chị đó là chúng ta khi mà cái sản phẩm này thì chúng ta lại không chăm sóc khách hàng sử dụng, cho nên là khách hàng của chúng ta không biết dùng như thế nào cho nó đúng. It is very simple but it's very very important. Thực tế thì cái việc này nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại cực kỳ là quan trọng. Okay. And then if they already the customer use the product, they like the product, or people come in and they do the post one with you and they make money, okay? What next you need to do? Vậy thì với trong một cái tiến trình về tuyển dụng thì một số người khi họ đăng cái bài lên thì họ đã bán được cái sản phẩm rồi, thì cái khâu tiếp theo mà chúng ta cần làm đó là chúng ta làm việc gì? Then you need to start the process of recruiting process to get the customer or to get the people who do the post one with you understand the big picture of the business and the big money. Và vì vậy thì có những cái người họ mới đăng cái post số 1 lên ấy, họ chưa thể nhìn thấy được một cái cơ hội lớn như thế nào, cho nên cái công việc của chúng ta là phải tiếp tục chăm sóc họ, chỉ cho họ có một cái cơ hội lớn đứng ở phía đằng sau một cái sản phẩm mà chúng ta đăng lên. Very important to show them the money, how much money they can make with this platform. Như vậy thì chúng ta sẽ phải chỉ cho họ là tiền đến từ đâu bằng cái cách thức kinh doanh như thế này. Right? And expose them, okay? Expose the process to all the social seller, okay? There are many social seller, maybe they sell one thing, two thing, okay? Get them to understand the process, the platform. Và cái cách thức, cái loại hình chăm sóc số 3 đó là cái loại hình dành cho những cái người mà họ thích bán ở, chúng ta hay gọi là bán hàng online đấy ạ. The exposure mean, okay, get them to see the company, understand the company, understand the compensation plan, understand the system. Tôi muốn nói là mở rộng đối với cái đội ngũ bán hàng ấy, cụ thể là như này, hãy cho họ hiểu được về cái cơ chế trả thưởng của công ty Nu Skin, cho họ hiểu về sản phẩm của Nu Skin và cho họ hiểu được cái quy trình để làm kinh doanh. Right, and maybe you can also get the coach, okay, or your mentor, okay, in helping the follow up with the social seller. Và như vậy thì chính các bạn cũng chính sẽ là những cái người coach, những cái người hướng dẫn cho những cái người mà họ thích bán hàng như thế này, và chúng ta sẽ đóng góp một cái vai trò trong cái việc là chăm sóc cùng với họ. Okay. Get your coach or your sponsor, okay, or your mentor to help you, okay, to follow up with someone, okay, if need. Tức là các anh chị cùng với họ, các anh chị sẽ trở thành cái người coach cùng với họ để chăm sóc những khách hàng hoặc có thể chăm sóc cái người muốn làm kinh doanh cùng với họ. And if the prospect say okay, it's not my time yet. Okay, what do you do? Okay, I will show you what to do when people say oh it's not now. Okay? Whatever you say, okay? Giả sử như là khách hàng của các anh chị họ sẽ nói là bây giờ chưa phải là cái thời điểm đối với tôi chẳng hạn. Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị là chúng ta sẽ nói với họ như thế nào khi mà họ đưa ra một cái lời từ chối. Okay? All right. So you said follow up is very important part of the recruiting and building business. Như vậy thì có thể nói rằng follow up, quá trình theo dõi và chăm sóc, nó là một cái quá trình cực kỳ quan trọng trong cái tiến trình chúng ta tuyển dụng cũng như là xây dựng các cái hoạt động kinh doanh của mình. So when you follow up with people, you must help create interest, okay, or answer any question that they might have.
Vậy thì khi mà chúng ta nói là chúng ta theo dõi và chăm sóc thì cụ thể ở đây đó là chúng ta sẽ phải kiến tạo ra cái sự hào hứng của họ, và đồng thời thì chúng ta phải trả lời bất kỳ một cái câu hỏi nào mà họ hỏi mình. Make them interest and then you commit them for the next event. Okay, whatever that is, the next Hãy event. làm cho họ cảm thấy thực sự rất là hào hứng và họ cam kết để sẽ tới cái sự kiện tiếp theo của chúng ta. The event could be the social BB or the BB online or whatever, training or whatever. You commit À, như them vậy thì to cái sự do kiện tiếp again. theo của chúng ta thì nhiều lắm, có thể là một cái cuộc chia sẻ cơ hội kinh doanh trên social, hay là có thể là một cái sự kiện đào tạo của chúng ta chẳng hạn, bất kỳ một cái sự kiện nào nhưng mà chúng ta phải làm cho người ta cảm thấy rất là phấn khích và muốn tham dự vào cái sự kiện đó. And then ask them to, yeah, okay, we should meet again. You should come and join the Zoom, join the live stream, okay, and let's do that today or tomorrow or whatever, right? Và sau đó thì tiếp tục hãy kêu gọi cái sự cam kết của họ, hãy đề nghị họ tham gia cùng với chúng ta. Ví dụ như tối ngày mai chúng ta có một cái buổi nói về cái cơ hội công việc thì chúng ta hãy đề nghị họ tham gia cái buổi đó cùng với chúng ta. For some people are ready, okay, move them to the next step, getting start, okay, to start the process of joining our full package, right? Vậy thì với cái bước thứ tư đó là với những cái người mà họ đã sẵn sàng, họ muốn rồi, họ hỏi là họ nói là họ muốn tham gia rồi, thì chúng ta cần đưa họ vào một cái quy trình đúng đắn. So in this process, we call expose them, okay, to the event, let involve them and upgrade them, Như upgrade vậy them. thì cái quy trình của chúng ta đầu tiên đó chính là mở rộng, việc thứ hai nữa là cho họ tham gia vào quy trình, và thứ ba nữa là chúng ta nâng cấp họ lên. Right? I think that this process is actually very important because someone they just do one pose or they just use the toothpaste, they don't understand anything yet. À, như vậy thì cái quy trình theo dõi và chăm sóc là một cái quy trình rất là quan trọng. Bởi vì có những cái người họ chỉ mới vào, họ post một bài lên nhưng họ không thể nào mà hiểu được hết toàn bộ cái quy trình và một cái cơ hội lớn đứng ở đằng sau một cái bài đăng trên fanpage của họ. Okay, and the exposure process, okay, because in recruiting you actually need many time of exposure, cannot be maybe it's not just one time for them to make decision. Can you repeat again? Okay, I say that the recruiting may require many exposure time, maybe we meet them maybe not just one time, okay, for them to make decision or for them to understand Như the vậy process. thì cái quá trình tuyển dụng của chúng ta ấy, nó đòi hỏi phải rất là nhiều lần chúng ta mở rộng, chúng ta cung cấp thông tin cho họ, bởi vì chúng ta không thể biết được cái lần nào là lần sẽ chạm vào được họ, cho nên chúng ta phải làm nó nhiều lần. Okay, and it is also follow similar process, okay? After every time we meet or they listen to the live or the Zoom, okay, you must set the time, okay, to talk on or to meet or quickly follow up with them. À, như vậy thì cái quá trình chăm sóc ấy chúng ta đòi hỏi là chúng ta phải làm ngay lập tức vào một cái thời điểm cụ thể mà chúng ta đã fix ra. Ví dụ như là ngay sau khi cái chương trình social BB thì lập tức là chúng ta sẽ chăm sóc và theo dõi họ luôn vào cái thời điểm cụ thể như vậy. But again, be respectful, okay? Understand them. Maybe they don't understand it yet, so you have to find way to explain, okay, thing to them, okay? Cái quá trình theo dõi và chăm sóc đấy nó rất là tuyệt vời, nó đảm bảo được rằng là bạn hiểu cái khách mời, cái khách hàng tiềm năng của chúng ta họ hiểu đến đâu, họ đang bị thiếu cái thông tin gì và chúng ta cần phải bổ sung cung cấp thông tin gì thêm cho họ nữa. Okay, and maybe you need to get the coach to help. Okay, in the follow up by doing the three-way phone call or a group messenger chat. Và có thể đôi khi thì chúng ta cũng cần phải đóng cái vai trò là một cái người coach, một cái người hướng dẫn, một cái người hỗ trợ họ trong cái quá trình chăm sóc. Cái cách thức này thì rất là đơn giản, bạn hãy thiết lập một cái cuộc gọi ba bên hoặc là một cái nhóm group mà chúng ta có thể gửi tin nhắn, ví dụ bạn này cộng với lại người khách hàng của bạn và cái người tuyến dưới của bạn và cái người khách hàng của bạn của người tuyến dưới, thì ba người sẽ tạo ra một cái group chat và chúng ta có thể nói chuyện trên cái group như vậy. Right? Or you invite them and meet in person with the coach, okay? Hoặc là chúng ta có thể mời họ đến gặp cái người coach trực tiếp của bạn, chính là cái người bảo trợ của bạn.
So because the validation from coach is very vital, because the coach is a third party to help you validate it and help you maybe crossing the decision. Như vậy thì cái phương pháp mà chúng ta làm việc nhóm 3 người như thế này nó rất là hiệu quả, bởi vì cái người coach của bạn là một cái người mà họ là cái bên thứ ba, cho nên là nó rất là có giá trị và nó rất là độc lập và làm cho người ta cảm thấy rằng là người ta sẵn sàng đón nghe và chấp nhận. And sometimes you just start a business and you don't have the credibility yet, so you borrow the credibility from your coach. Và cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là cái uy tín. Ban đầu thì khi bạn mới làm cái công việc này thì bạn cần phải mượn được cái sự uy tín, sự tin cậy, chắc chắn tin tưởng của cái người coach, và cho đến khi mà bạn tự mình bạn làm được và bạn có được cái điều đó thì lúc đó bạn sẽ tự mình bạn làm. Yep. Okay. And also when you are with your coach and your coach talking to your prospect, you must listen and you learn how the coach answering the question or objection. Và trong cái quá trình mà bạn đi cùng với người coach của mình để gặp cái người đối tác tiềm năng thì các bạn phải thực sự là tập trung để mà học hỏi, hãy lắng nghe xem là cái người coach của mình họ chia sẻ cái điều gì và cái cách thức mà họ giải quyết cái vấn đề để lần sau chúng ta sẽ học theo và chúng ta tự làm. Okay, so when you get your coach with the three-way chat or on a phone call or meeting with prospect, you must edify your coach and listen to and get the training at the same time. Vậy thì khi mà chúng ta đã thực hiện theo cái cách thức đó chính là có đi cùng với cái người coach của mình để gặp cái khách hàng tiềm năng trực tiếp, hoặc là để có thể chat với khách hàng tiềm năng thông qua group chat, hoặc là thông qua cái một cái cuộc gọi ba bên, thì các bạn cần phải làm tốt một cái vai trò đó chính là giới thiệu và đề cao cái người coach của mình, cái người hướng dẫn công việc cho mình. Alright, so if the custom the person you talk to is not the right time, okay, I mean if they're not at the right time to them to start yet, what do you do? Vậy thì nếu như là trong cái quá trình mà các anh chị làm cái công việc này, các anh chị đề cập với họ nhưng nó không đúng thời điểm, vậy thì chúng ta cần phải làm việc gì? I will ask the permission, okay, that maybe When I have something new, I will update you, okay, about the new thing. Is that okay? Như vậy thì đây là cái cách để các bạn đề cập với một người khi mà nó không đúng thời điểm. Cái việc đầu tiên là bạn phải hỏi họ xem họ có cho phép bạn được nói chuyện với họ không. Và trong cái công việc của chúng ta thì thường xuyên có những cái thông tin mới, và mỗi một lần mà bạn cập nhật thông tin mới cho người ta thì bạn phải xin phép người ta. Or ask them to contact you if things change in their life. Hoặc là hãy đề nghị họ là hãy contact lại đối với bạn, hãy tương tác trở lại với bạn nếu như là có cái điều gì đó mà họ muốn thay đổi. And you always keep the door open, okay, for discussion. Bạn luôn luôn tạo ra một cái hướng mở trong cái quá trình mà nói chuyện và đàm phán. You cannot make people to be the right time 12 o'clock for them. There must be the right time for them, they want to change, they want to be better or whatever, right? Or they want to make more money. Thực tế là chúng ta không biết được cái thời điểm nào gọi là thời điểm thực sự là chúng ta tạo ra một cái thời điểm đúng cho khách hàng, trừ khi họ nghĩ rằng họ muốn thay đổi cuộc sống, họ muốn thay đổi cái này hay cái kia, thì đấy là thời điểm đúng đối với họ. So I would say that the fortune or the money, a lot of money is in the follow-up, because you could have so many people come to pause with you or people buy product from you, but if you don't follow up, you cannot get the new partner. Như vậy thì có thể nói rằng là cái việc chúng ta tiên lượng đến cái dòng tiền đến với chúng ta nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái quá trình chúng ta theo dõi và chăm sóc khách hàng tốt đến mức như thế nào. Right? So I think this is a very very key element that I see many people didn't do. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái chìa khóa rất là quan trọng, một trong những cái bước mà tạo nên một cái tiến trình rất là tốt trong cái công việc kinh doanh, nhưng mà phần lớn thì mọi người lại không thực hiện nó. I think if you have the workbook or you have the paper, you should write the name of customer and maybe something that you follow up with them, okay, if they use the product or upgrade them to other product. Tôi nghĩ rằng là nếu mà các anh chị tốt nhất thì chúng ta nên có một cái quyển sổ
để mà theo dõi khách hàng của mình. Chúng ta hãy ghi tên khách hàng của mình và những cái đơn hàng mà chúng ta đã thực hiện với họ, và chúng ta cũng chăm sóc là cái thời điểm nào thì họ hết sản phẩm, thời điểm nào thì chúng ta có thể nâng cấp họ lên bằng một cái sản phẩm mới chẳng hạn. Right, and in a month you should have the monthly plan where to follow up with someone, okay, about business. Okay, I always write down the name on the like this date. I have to meet these people, I have to call these people, I have to chat with these people to follow up them about business. Và đồng thời thì bạn cũng cần phải có một cái bản kế hoạch làm việc theo tháng. Và trong cái bản kế hoạch làm việc theo tháng đó thì bạn cần phải chăm sóc những cái người nào để họ tiếp tục cái tiến trình, họ muốn làm cái công việc kinh doanh. Và tôi thì phải thường xuyên viết tên của những cái người mà họ muốn làm công việc kinh doanh cùng với tôi trên cái bảng chăm sóc khách hàng theo tháng. Và tôi cứ làm cái nhiệm vụ là chăm sóc họ thật là tốt. Okay, so let me come back and let me summarize of what kind of follow-up you must have. Như vậy thì tôi muốn tổng kết lại cái quá trình chăm sóc khách hàng của chúng ta một chút. Okay, number one, follow up the customer to use product correctly. Như vậy thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải chăm sóc khách hàng sử dụng sản phẩm. Right, make Và sure they use the product correctly and they get the result. Very important. bạn phải đảm bảo được rằng họ sử dụng sản phẩm theo một cái cách thức đúng đắn và có một cái kết quả tốt. Number two, if you have people already use the product or people do the post one, you follow up with them for them to understand that they can make also make money with this. Và cái điều thứ hai đó là các bạn cần phải chăm sóc những cái người họ đã đăng cái post đầu tiên lên và đảm bảo để họ hiểu được mọi thứ rằng là đứng đằng sau cái post đăng đó nó là một cái cơ hội kinh doanh khổng lồ. Then you follow up them to the next event, okay? It could be online event or offline event in the office. Và chúng ta là phải tiếp tục chăm sóc họ để họ đến tham dự cái sự kiện tiếp theo của chúng ta. Cái sự kiện đó nó có thể là một cái sự kiện offline hoặc là một cái chương trình online, ví dụ như là cái chương trình BB về cơ hội kinh doanh hoặc là đào tạo chẳng hạn. Right, and make sure if you need, you can also do the three-way call or three-way chat messaging with your coach. Và phải đảm bảo một điều rằng là bạn luôn luôn có được cái sự hỗ trợ. Ví dụ như là bạn có thể tạo ra một cái cuộc gọi ba bên hoặc là một cái group chat ba bên để người coach của bạn, người bảo trợ của bạn, người hướng dẫn của bạn sẽ giúp đỡ bạn để chăm sóc những khách hàng. And always expose the prospect to the next event and upgrade them. Và luôn luôn là chúng ta sẽ cung cấp đầy đủ những cái thông tin cần thiết để giúp cho những cái người khách hàng tiềm năng của chúng ta họ mở rộng ra, họ sẽ biết được cái sự kiện tiếp theo là gì và họ cần phải làm cái gì. And at the end, get them started, close the sale, get them started. Và cuối cùng thì chúng ta phải có cái mạnh dạn để chúng ta chốt sale và sau đó thì chúng ta sẽ hướng dẫn họ cái bước tiếp theo cần phải làm là cái gì. So if you can master this skill, the follow up, okay. Và nếu các anh chị thực sự trở thành những cái master, những cái bậc thầy trong lĩnh vực để chăm sóc người khác, I guarantee you will thì be. Tôi đảm bảo với các anh chị một điều. I guarantee you will be a millionaire. Tôi đảm bảo một điều rằng các anh chị sẽ trở thành những nhà triệu phú. Because you have so many people that you forgot to follow up already. Now. Bởi vì các anh chị đã có rất rất là nhiều những khách hàng nhưng các anh chị đã quên mất không chăm sóc họ. So I suggest look at the list again and start to not only engage a new people, follow up with the old people as well. Và vì vậy thì tôi đề nghị các anh chị một việc như sau, đó là các anh chị hãy lập danh sách ra những cái khách hàng của mình để mà chăm sóc, không chỉ là những khách hàng mới trong thời gian sắp tới mà là những khách hàng cũ của các anh chị, hãy chăm sóc họ. All right, so I think that's all I have for you today and I wish everyone a happy Tết holiday. Và đây là tất cả những cái gì mà tôi muốn chia sẻ và đào tạo cho các anh chị tối ngày hôm nay. Chúc cho tất cả các anh chị có một cái kỳ nghỉ Tết thật là tuyệt vời. Okay, and wish you the best year to come, okay? Và tôi cũng chúc cho các anh chị một cái năm mới thật là tuyệt vời. All right, cảm ơn. Và xin chào và cảm ơn tất cả các anh chị. Thank you, Tina. Yeah, okay. Yes. Tối ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái chương trình BB, Social BB vào lúc 8:30. Và các anh chị đừng quên, hãy mời tất cả những cái người bạn của mình tham gia vào cái nhóm của chúng ta đã biết và sẽ tham dự vào cái chương trình social đặc biệt vào tối ngày mai vào lúc 8:30. Và đây là chương trình social BB cuối cùng của năm âm lịch năm 2017 để chúng ta chờ đón một năm mới nhiều niềm vui, nhiều thắng lợi và thành công trong công việc kinh doanh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Bye bye. Bye bye. Yeah.